khám phá luân hồi cốc cùng các mỹ nhân đến từ những bộ truyện nổi tiếng. Tây Du Phong Thần, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Liêu Trai Chí Vị. Với sự xuất hiện của 6 đại tướng khắp chí lẫn nhau, tất cả đều là những người đẹp nóng bỏng và quyến rũ. Tiểu Kiều hệ yêu, Tôn Thượng Hương hệ ma, Tôn Oanh Oanh hệ quỷ, Tất Phương hệ quái, Nữ Hoa hệ thần, Đế Thích Thiên hệ Phật. Chủ nhân sẽ được rửa mắt với tạo hình của hơn 100 bộ thời trang chết chi. Tự do xây dựng hội cùng sự ái phi tân mà chủ nhân yêu thích. Tuyển chọn phi tân để gắn kết mối tình yêu và tặng cây thuộc tính khi chiến đấu. Tặng thêm vô vàn lực quay tướng để chủ nhân có cơ hội sở hữu các nữ tướng nóng bỏng nhất. Xây dựng đội hình chiến đấu vượt qua các ải phụ bản để nâng cấp tướng với ngoại hình cực xịn. Sắp xếp đội hình tham gia trận đấu PVP đỉnh cao để trở thành những nữ chiến binh mạnh nhất. Tất cả mỹ nhân đang chờ đón chủ nhân tại Huyện tướng Phong Thần, mỹ nhân đóng phỏng, gà chà nóng tay, tải ngay trên App Store và Google Play.